chị Tám ăn rồi. Bỏ đây đi, phay xong. Đó, rồi nó nhớ anh Hai đâu không hít. Hai, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Giờ trời mưa tầm tã rồi ông bà cô chú ơi. Em đang đợi xe lại. Em bắt xe ghép đi qua bên bến xe miền Tây đang đi về dưới quê. Mưa quá trời lớn rồi, không biết người ta tới đâu nữa. Mượn thằng Kha nó đặt giùm á. Em về đây chưa có sim, cái sim ở dưới quê á.
giờ thì tới bến xe Vị Thanh nè, vợ chồng em đang đợi xe trung chuyển về cầu Cái Tư rồi mới đi xe về dưới á cô chú. Đi vậy thì nó rẻ hơn. Bên đây người ta cũng đang đợi nè, mấy chỗ xe trung chuyển kia người ta lại ta chở đi hết rồi. Con mệt muốn chết rồi hả? Mệt muốn chết một chút nó mới lại chứ mày biết sao giờ. Nó hỏi chừng nào xe mới lại, nó mệt muốn chết rồi. Mấy chỗ chở đi chỗ khác người ta đi hết trơn, chỗ này chưa ai lại hết trơn, thiệt tình chứ. Chị này cũng đi bên Đài Loan về, người ta chưa lại sao mày lẹ được. Vả nằm mày biết sao anh? Thủng đâu? Ê cơm ăn dạ đâu? Ờ xin lên. Giờ chị em ra rước rồi em đi về bển này cô chú ơi. Đủ rồi. Đủ rồi, rồi sao chở không biết nữa. Sắp xếp giùm tao. Tao sắp xếp giùm em ơi. Anh thấy em mệt lắm rồi. Bây giờ lại khai chị khu sao mất luôn. Đói bụng nha, chưa ăn gì hết trơn, chỗ nào bán cháo không biết nữa, nhỏ ăn mới được. Từ trưa tới giờ đó. Ủa, chơi quào nào thấy ghê. Cái lần đó mà nó chỉ máu rồi, lâu rồi đó. Nè chắc lên xe đi về bển Trần Thăng nó thiệt tình. Bây giờ em ghé đây ăn cho măng gà nó ăn cháo một miếng nha cô chú. Rồi đi về mẹ. Mấy hai anh ngồi bên đó kìa. Hai anh ngồi đó uống cà phê. Chị Tám em ăn rồi. Ăn đi, chị Tám ăn rồi. Để đi, không để vô. Về đi. Về đi. Chị em đi về, mai còn đi làm. Em về bển với anh Năm với chị Năm. Với mượn chiếc xe chị Tám chạy về. Xiên muốn nước gì chơi dặn hả Xiên? Với nhỏ cháu em nữa, nhỏ cháu con chị Năm. Giờ thì anh Năm chở ba cái vali luôn, hai cái đó rồi thêm một cái hồng ở trước. Đi mình lên nè, chị Năm em thì nhỏ cháu chở rồi. Không muốn đi tiểu hả? Lúc này là em về tới phà Kinh Năm rồi nè cô chú. Phà này chắc tối thì người ta còn chạy. Bây giờ thì tụi em đang qua phà Kinh Năm á cô chú. Qua phà này có một chuyến à, về nhà. Mà đường này thì đường vòng nó xa, đi đường kia thì hai phà thì nó gần. Nhưng mà giờ trễ quá, người ta ngủ nghỉ hết rồi. 8 giờ là nghỉ rồi, giờ này 9 giờ rồi. Anh Năm em chở kìa. Giờ tới nhà chị Năm rồi. Anh tháo cho em hai cái vali ở sau đi, em về. Còn cái vali đỏ để đây đi sáng để em tính. Chút nữa em dưới Vi Thành chạy xe đưa em về đắng đi, rồi cái hồi Vi Thành lại lôi. Trời ơi Dương. Mấy con về rồi. Từ từ đừng dịch vô để ngoài mở cái. Thôi con vô đi, từ từ đi rồi hả? Mẹ lấy đồ vô sao? Vô. Con tặng cho con mặn cái gì nha. Tặng cái gì chút tặng. Tầm lum lắm. Vô. Ngủ chơi hả mẹ? Ngủ nay ngủ chơi kìa. Không nhau ngủ thấm thiết anh hai ngủ à. Thôi anh hai em về nè. Chị ba anh hai em về rồi. Anh hai em về rồi. Ngủ mất tiêu rồi. Không mất tiêu rồi. Trời, phải lên mà ngoại đi. Nãy nói sao đó? Nay ngủ rồi. Ăn uống gì đâu ba ngày trời rồi đó. Nay ngủ rồi, ra bà ngoại đi. Sáng nay sáng nói chuyện này đi. Trời ơi, chứ ba ngủ bành ra vậy thấy con. Bỏ dép ra rồi sao mang dép vô nhà luôn rồi. Bỏ dép ra.
Bỏ dép ra đi con. Bỏ đây đi, phay xong xíu rồi chạy xe ba chị chạy vô đi. Kêu ngoại lộc cho con đi. Về tới là lấy rào đưa cho bà ngoại liền hết chưa? Có quà cho bà ngoại đó. Còn gì nữa không? Nhìn ai? Anh hai ngủ rồi, tội nghiệp không con kìa. Rồi tội nghiệp không, kêu anh hai hoài mà anh hai ngủ kìa. Em về rồi. Thôi kìa nó mừng kìa, tội nghiệp em không? Đi ra coi tường em về kìa. Ra mừng em chút đi. Đi ra coi con, em nó nhớ con, nó ôm con nó khóc đó. Đi con, các chị ra coi em đi. Kìa, nó anh hai thích kìa đó. Mừng quá kìa, làm mấy ghê không? Chị anh hai gai kìa bán giả, anh hai gai kìa. Anh ba nó kìa. Rồi đi. Anh ba Khải mẹ nó, anh ba Khải nó ngủ rồi. Ừ. Anh hai đeo kiến. Khỏi đeo kiến gì đâu con ơi, chút nữa ngủ rồi, đeo kiến chi nữa, dẹp đi. Dẹp đi con, khỏi đeo kiến gì đâu. Để kiến nó đi. Ơi. Thì con ôm đi, em nó mắc cỡ kìa tường, ôm em coi. Em mắc cỡ, tan gái mà. Nó rồi nó nhớ anh hai đâu, hung hít gì đi. Nghiệp không? Để lên ghế ngồi đi, để lên ngồi đi con. Nghiệp không? Nhớ anh hai kìa. Chứ ba đi ra đây, chứ ba ngủ lâu chưa con? Không ngủ đâu. Ngủ rồi sao nãy giờ Út về con không đi ra? Không ngủ, mặt mày không ngủ. Đó, mét chạy giò chạy cẳng rồi đó. Nhớ anh hai dữ không? Chứ ba Hăng nữa kìa. Chứ ba Hăng nữa kìa. Mới về tới rồi wow là nó nói đó, nó về đây nó nghĩ về Trung Quốc rồi. Ngày mơ đi học rồi đó. Dạ, ôm ba con. Chứ ba Hăng không chia cho em miếng nào hết trơn. Chứ ba Hăng dành hết rồi, làm gì cái tay một lần vậy Hăng? Rồi không đi, không bà ngoại đi. Nhớ bà ngoại mà không biết đi. Về nhà bà ngoại sạch không? Có chơi dơ nữa không? Có chơi dơ không? Hả? Mặt là chị nào cho bự gì không nha? Về nhà bà ngoại có chơi dơ không? Nè. Ơi. Hử? Mắc cỡ đó. Ơi. Anh đẹp ghê vậy con. Con đẹp ghê lắm hả? Con là con cái đẹp không đấy. Ơi. Rồi sao rồi, ba Khải thức chưa? Vô nó chọc à. Vô nó chọc. Vô nó chọc anh ba này. À, mũi vô cái mùng này tiêu tùng luôn. Được rồi, đi ra con ơi. Nó bẻ. Ba bà nó dán mẹ rồi. Cho con quýnh nó. Con quýnh nó rồi. Nó mét mẹ nó. Nó quýnh nó, nó mét mẹ nó. Bệnh mẹ hơi gần luôn nè cha. Trời, mét trễ nó. Thấy cái mặt con dễ không? Cho nó ăn gầy. Yeah.
Em bắt anh Hai đút ăn này kìa. Ngon không Khải? Ăn đàng hoàng nước không đó, có những nhiễu lum đó. Em bắt anh Hai đút đó. Tường ăn đi Tường. Con cầm cái đào ăn đi. Thương thì để trong lòng mà. Mày dạ uống lẹ đi, hay cầm mỗi tay đó con. Ừ. Thì đi qua cái tuổi nữa rồi. Bị đứt cái móc gì đây, cái gì kìa, gì đây nữa hả? Móc đâu? Ồ, nắm đeo cái này ra, gọng ra đi, con đeo gì ôm với gì tưởng? Con mình đang ngủ được đó. Ừ? Con mình đang nghe chứ con không ngủ được đó. Ngủ dài. Ngủ chứ con không con. Mình đang lên. Tụi con ngủ chứ bàn người, có ngủ ngoài không? Con mình lên. Thôi con ngủ với chứ bàn đi ra ngoài đi. Hả? Mày ngủ với anh Hai à? Luôn. Anh Hai ngủ với anh Ba rồi. Mày ngủ với anh Hai à? Mày ngủ với anh Hai tự giấu rồi. Không bây giờ. Hôm nay bị gì vậy? Trời. Nó cắn hoài như trời, nó nó nói mà dặn hết cắn nó mà dặn vậy hết cắn rồi đó. Cái miếng nó nói là để tới miếng da này tới để chết. Anh Hai của mẹ, anh Hai của mẹ. Chết xong đưa vô viện bỏ tàn. Anh Hai của mẹ. Da luôn năm. Anh Hai của mẹ. Nào miếng da lông đâm không mất miếng da lông đâm cái khóc nhìn bữa nay nó vô ngủ với bà ngoại nè ông bà cô chú ơi, với chế bà Hằng con dì Tám này. Ngủ đi nghe mẹ càng trước ngủ rồi nghe. Dạ. Giỏi lạnh thì nhớ đắp mền nghe, kêu bà ngoại đắp mền nghe con. Bye bye em. Dạ. Hằng đừng có đè em, đừng có lấy thịt đè người ha. Đừng đè em ơi con gấu của em đó. Ồ chứ bà Hằng qua đây ôm gấu. Gấu nó cũng ăn gà đó, có mẹ Nhi mua cho nó đó. Ăn gà. Ủa cũng phải của Giang không? Của Giang của em nha, em cũng con cao hơn con mà. Đó của Hằng hay của mày? Vậy là của măng dạ trong cái tủ rồi. Giống hệt vậy ta? Đúng rồi. Giớt bậy rồi, xin lỗi con nghe. Tưởng của em chứ. Con mắt nó mà. Ừ, ngủ đi. Ừ, thức chị đi qua ngồi trong ngóc kìa, ngóc đến hai kìa. Sáng sớm ngủ với bà ngoại với chế ba rồi giờ qua đây thức đây thì chị qua nằm với hai rồi kìa, không thèm nhìn ngó gì mẹ luôn không bà cô chú ơi. Trời ơi, hôn anh Hai chưa? Qua về về hôn anh Hai chưa? Làm cái gì vậy? Hả? Nghe nghiệp không? Nghe nghiệp không? Con thương anh Hai lắm không anh dạ? Hả? Thương lắm hả? Thương. Ba bà ngủ bên đó kìa. Hôm qua đến giờ về là đu dính anh Hai vậy đó ông bà cô chú. Rồi lúc mà mới về đêm đầu tiên thì nịnh bà ngoại, ngủ với bà ngoại xong một đêm mà là sáng lại là theo anh Hai dính luôn vậy nè. Lúc nào cũng con nhớ anh Hai Tường, con thương anh Hai Tường nhiều lắm. Nghe nó nói mà mình đứt ruột luôn á. Video ngày mai á, bé Heo có mua cái bộ massage về nè, gọi nó massage cho bà ngoại luôn á ông bà cô chú. Ông bà cô chú ơi, vlog của con hết trời. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem và hẹn lại. Chúc ông bà cô chú năm nay vui vẻ, học sách bình an, an phận thân nhận.